Rồi, chào mọi người quay lại trở lại với kênh của em bán dụng cụ đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0448308843. Rồi xem video thì nhớ vô bấm vô nút đăng ký kênh mọi người để thông báo về cho mọi người mấy cái video mới. Rồi hôm nay là video 122 mọi người. Đầu tiên là hai cái hấu kính. Đây, cái kính lúp. Kính lúp của Nhật ha. Nó nhân lên 16x. Đây 16x. Đây, nó đẹp. Vỏ nó bằng nhôm mọi người. Đây là inox. Đó, phóng lên rất là to nè. Kích thước rất là nhỏ gọn nha mọi người. Kính lớp này rất là nhỏ gọn. Này. Nó gồm có hai cái hấu kính nè, hai cái. Rồi món thứ hai là cái hấu kính của Nhật. Cái hấu kính. Rồi hấu kính rất là đẹp. Trong veo ha. Không có bị chạy. Hai hấu kính. Hai kính ha. Rồi hai món nha mọi người. Có mã là 122.1 giá 300.000. Rồi, hôm nay em về một cái tai nghe của Nhật. Đây là của thương hiệu Imaku. Đó, tai nghe nó xài Bluetooth không có dây mọi người. Không phải cắm vô điện thoại. Chỉ cần đeo vô hai bên tai thôi. Mở nguồn lên. Đây nút nguồn. Đó. Mình kết nối lần đầu thì mình giữ nguyên cho nó hiện lên xanh đỏ, nó chớp chớp á. Rồi cái bật Bluetooth của máy điện thoại mình lên thì nó sẽ hiện lên cái thương hiệu này, cái Imaku nè. Rồi mình bấm vô kết nối là được. Rồi đây là cái cổng để sạc nha mọi người. Sạc bằng cáp điện thoại á. Cái hàng này nó có cái phím tăng âm lượng nè. Một cái phím giảm thì nó bị như nó bị kẹt rồi nè. Bấm không được. Tăng bấm được. Đó. Còn nghe thì chất lượng ok. Nói chung là nghe rất là hay. Âm thanh rất là to, rõ. Dây này cũng chắc luôn nè. Dây nó cao su nó rất chắc. Cái này để nó chống rớt tay nè, mình đeo lên tay nó sẽ giữ chắc cái tay. Rồi cái tai nghe Bluetooth này có mã là 122.2 ha, giá 350.000. Tiếp theo em bán một cái hấu kính của Nhật mọi người. Đây cái hấu kính này của Nhật sản xuất nè. Đây là cái thương hiệu nó là Tamron. Nó kính nó rất là đẹp, trong vắt luôn. Đây. Cái này gắn máy chụp hình nha. Mà cái này em bán về cho mọi người chế đồ cũng được, tháo ra lấy hấu kính nó rất là tốt. Nó trong veo nè. Không có bị chạy ha. Nè. Chỉ có bụi. Đó. Nó rất là nhiều cái hấu kính bên trong ha. Mấy lớp lận. Rồi.
À, kích thước nè. Rồi cái hấu kính của Nhật này có mã là 122.3 nha mọi người. Giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo là hai cái máy hai cái gọi là cái cục phát wifi ha. Đây wifi nè. Nó phát từ cái sim điện thoại. Cái này nó xài sim điện thoại. Đây. Em test thì nó lên nó sống nha mọi người, nó sẽ sống bằng cổng sạc điện thoại nè. Nhưng mà không có sim để bỏ vô thử nha. On nè. Mở nguồn. Đó. Đây. Không có sim. Càng này nó xài cảm ứng luôn nha mọi người nè. Tiếng Anh không? Cài đặt nè. Dữ liệu sử dụng gì đó đã sử dụng ha. Thằng này nó xài cảm ứng luôn, giờ pin nó là pin R nha mọi người. Đây này, đó cục pin rất là to, pin còn rất là đẹp luôn. Pin này chưa có bị phù gì hết. Dung lượng 2.700 mAh. Chỗ này bỏ sim nè. Còn rất đẹp. Tắt ha, on off nè. Rồi cái thứ hai là đây. À. Cái này nó có bỏ cái thẻ nhớ vô nữa không biết để làm cái gì. Đây mọi người. Đó. Cũng là cổng sạc nè. Cái này pin nó nằm trong ha. Nó rất là nhỏ gọn. Rồi em bán đại cho mọi người về xài được thì biết thì xài nha mọi người, biết cài đặt nó thì xài. Rồi mã là 122.4 nha, giá 300 ngàn, hai cái luôn nha, bán chung hai cái. Rồi tiếp theo là hai món này, một cái đồ để khui rượu, nó ốp gỗ gỗ rất là đẹp ha, bằng inox ốp gỗ. Đây nhìn rất là chất lượng. Với một cái đồ đập thịt ha. Đây đập thịt bằng nhôm rất là đẹp, nhôm đúc nguyên cây luôn. Đây bằng nhôm đúc ha. Rồi hai món luôn nha mọi người. Hai món này có mã là 122.5, giá bán là 200 ngàn. Rồi tiếp theo là cũng là mấy món linh tinh nha mọi người, mấy món bán chung vô bán chung nè. Đây đầu tiên là gồm có một cái kính lúp nè, kính này kính lúp mỏng nhỏ gọn, kính lúp đây đó. Một cái móc khóa, móc khóa đúc rất là đẹp luôn. Đây dày cái tượng, cái hình, cái chùa hay cái gì đó, có chuông của Nhật. Rồi một cái móc khóa của Nhật luôn, móc khóa này có đồng hồ mọi người, đặc biệt đây đồng hồ nè, đồng hồ này của Nhật nha. Đây lắp ráp tại Trung Quốc, nó để của Nhật, hãng Nhật lắp ráp tại Trung Quốc. Rồi chưa có pin ha mọi người, không có pin nên nó không có chạy.
này tháo ra gắn pin ha, về thì nó y nguyên vậy, người tháo gắn pin xài chạy thì xài ha. Rồi đây một cái bình này nữa, cái bình này của Nhật, cái này rất là đặc biệt, cái bình để móc lên cái chung đựng mấy cái đồ gì nhỏ nhỏ nè, đựng mấy cái đồ nước gì cũng không rành nữa đó, đựng được gì đựng ha. Nhưng mà nó có cái đồ treo rất là tiện nè, gài lên thắt lưng hay là trên cái kệ, cái thao cái gì kỳ, cái gì mình mỏng mỏng là mình gài vô được đó. Rồi một cái ống bơm, tim bơm này nữa, bét nó nhỏ xíu rất là ngọn, nhưng mà nó bơm nó rất là nhẹ, như cái da nó bị không có ra hơi nè mọi người. Rồi cái da nè, mọi người cắt miếng da mới thì xài ha, nó rất là nhẹ không ra hơi đó, tình trạng nó vậy. Mà cái ống bơm nhìn rất là chất luôn, vỏ bằng đây nguyên cái vỏ đúc bét nè, bét rất là nhỏ. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 món nha mọi người. Bán chung 5 món như vậy nha. Mã là 122.6 nha, giá bán là 250. Đó. Rồi tiếp theo nữa, 2, 3, 4 món. Hai cái này hoạt động bình thường ha mọi người, sạc điện thoại nè, ra cổng USB 5.0. Đó, cắm trên ô tô xài 12V đến 24V, xài điện DC cắm vô xài, test nó lên rồi ok mọi người, sạc được. Còn hai cái này về cắm nó cũng không chạy ha mọi người, cắm im luôn. Cái đèn ngủ nè, đèn ngủ điện 100V ha, 100V 15W. Đây nó để nè. Ê, cái đèn á, nguồn vô là 100V 1.5W, còn cái đèn là 0.75W nha. Đó, thông tin chính xác nè, Nhật sản xuất. Bóng nè, bóng còn rất là đẹp nè, bóng còn nguyên dây tóc chưa đứt đó, cho tháo ra nè, rất đẹp. Rồi có đèn báo luôn, cắm vô thì nó im rung không thấy lên. Cái này là cái gọi là cái máy cầu râu, đây máy cầu râu Panasonic luôn, cắm vô thấy hiện đèn đỏ lên mà nó không thấy vô điện ha, nó không thấy chạy nha mọi người, nó không chạy không biết làm sao đó. Lưỡi nè, rồi gộp vô bán sát là 4 món mọi người. Hai cái này xài ok nè. Rồi giá là 250.000, 122.7 nha mọi người. Bán chung vô luôn nha, không có tách rời ra đâu. Rồi tiếp theo 3 món nữa. Rồi 3 món này là một cái đa năng, dụng cụ đa năng bỏ bóp. Đây, rất là nhiều chức năng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khoảng 10 chức năng mọi người, bằng thép không gỉ ha. Nè, tên LED nè, đó, rất là đẹp. Kích thước rất là nhỏ gọn, 7cm, ngang qua 4,5cm. Rồi rất là dày luôn ha, dày đủ cỡ 1,5 ly á. Rồi cái chân cắm ra hai đầu, chia hai chân cắm Nhật. Rồi cái ổ khóa của Nhật luôn, còn mã số luôn nha mọi người, xài bình thường. Đây, để mở ra cho mọi người coi nè, đang khóa nè. Lộn rồi, nó là rồi nè, đó
Mở ok cho mọi người. Rồi. Ổ khóa nè, kích thước nhỏ gọn ha. Đây kích thước. Đó. Rồi ba món bán chung nha mọi người. Ba món. Mã là 122.8, giá 250 nha. Rồi tiếp theo ba món nữa. Hôm nay bán combo quá trời. Ba món nữa là cây đập thịt nhỏ gọn luôn bằng nhôm đúc. Rất đẹp. Cái bật lửa nè. Đây là cái bật lửa. Nó còn lên lửa nha mọi người. Nhưng mà nó bị khô bị ấy nè. Bấm hơi nó phải chả về rồi nó mới lên được. Đó còn lửa. Đây sạc nè. Không biết mình chưa không có thử ha. Đó, thành cái búa rất là nhìn rất là đẹp. Vỏ nó bằng nhôm. Nhôm ha. Đó này bơm ga vô. Rồi một cái này để chứa dầu hay gì. Cái mũi này hơi lỏng. Này nó lỏng. Cũng không biết là đựng ra sao. Không có thử. Này chứa dầu xong rồi bóp nó xịt ra. Dưới đích thì còn nguyên ha, không có bị rỉ gì. Rồi ba món bán chung nha mọi người. Ba món này một mã 122.9 giá 200.000. Rồi cuối cùng là bốn cái mũi khoan chưa sử dụng, mũi khoan bê tông nha mọi người. Mũi này của Nhật. Unica. Unica 18 mm. Dài 1.6. Đây mũi Nhật nha. Mới chưa sử dụng, mũi khoan bê tông. Mọi người có máy bê tông xài mũi gài này á thì xài rất là tiện ha. Là mũi này gài vô nè. Mấy cây súng bê tông mà mũi gài này bắn rất là mạnh luôn. Đây mũi mới nguyên, rất đẹp. Rồi bốn mũi y chang nhau ha, bốn mũi mới tinh chưa sử dụng. Bốn mũi khoan bê tông có mã là 122.10 giá 400.000. Rồi đây cũng là món cuối cùng nha mọi người. Em kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.